Anh mà biết lý do ấy, đã không ngồi đây cà phê với cả chú. Này, tôi biết đấy. Cô là... Tắm rửa sửa sang trước khi bước ra cửa. Ngày hôm nay thật là tuyệt vời, thật đẹp rời, nắng ấm áp thật là sáng ngời. Gọi em đi anh ơi, và chúng ta sẽ cùng đi chơi. Và rồi anh dạy em tập bài cho bà. Let's go. Anh à, anh chờ em một tí nhá, em xuống ngay đây ạ. Hả? Anh không đến được ấy ạ? Dạ vâng, thế thôi ạ. Tắm rửa sửa sang, gặp phải ông trầy bừa. Bây giờ cô sẽ cho các con biết vì sao các con phải chịu cảnh ép ai. Dạ. Thôi, bây giờ thành khẩn đi. Dạ, lúc nãy chúng con đã thắp hương khấn vái thành khẩn lắm rồi ạ. Vâng ạ. Thì giờ thành khẩn tiếp đi. Tiếp tục ạ. Ừ. Thành khẩn. Dạ vâng, chúng con thành khẩn. Dạ, chúng con thành khẩn ạ. Không phải ạ. Đúng rồi, còn thiếu cô ạ. Này, cậu bỏ tiền ra đặt lễ trước đi. Trong túi anh toàn 1.000, 2.000. Anh sợ lôi ra đặt lễ nó không tôn kính. Không có nghĩ gì hết. Có muốn cuối tháng bị trừ lương không? Nhanh lên. Dạ, chúng con thành khẩn rồi ạ. Vậy chúng ta bắt đầu được chưa cô? Vẫn chưa thành khẩn lắm. Tôi nói cho hai cậu biết, nếu như các cậu không thực lòng thành khẩn thì tôi sẽ mời hai cậu ra ngoài. Đây ạ, đây, 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 đây ạ. Đấy, chúng con thành khẩn rồi ạ. Thôi được rồi, bây giờ hai cậu hãy cho tôi biết đồng nghiệp nam của các cậu là ai. Dạ, ở văn phòng của con, ngoài con và cậu Trung này ra thì còn một cậu nữa tên là Phan Lãng Tử ạ. Phan Lãng Tử à? Vâng ạ, cậu ấy đẹp trai, hào hoa, phong nhã, mà chỉ cần nói lời nào thôi là gái lại chết dưới chân cậu lời đấy. Ôi giời ơi, tôi đúng rồi. Thế mà các cậu không biết, Phan Lãng Tử chính là trong thần của hắn có nguyên khí. Đấy, nguyên khí của hắn đã hãm nguyên khí của hai cậu. Tất cả gái sẽ hút vào cậu ấy, và gái nhìn với các cậu là mơ luôn. Này, nghe đây này, nếu hai cậu không cẩn thận nhá, thì 80 tuổi hai cậu vẫn còn zin. Ôi giời, thế thì chết ạ. Ôi thế cô phải giúp con với, con còn phải lấy vợ sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nữa. Không phải cuống lên như thế. Để giúp được các con, ta cần phải biết mặt Phan Lãng Tử như thế nào. Ôi, nhưng bọn con không có ảnh Phan ở đây rồi ạ. Hay là để con chạy về nhà con lấy ảnh của nó mang lên đây cho cô nhá. Vâng 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 ạ. Không cần. Phây của Phan là như thế nào? À, Phan Lãng Tử tư lãng phản. Ui, mày này, cô cũng chơi phết nhỉ? Chuyện, cô là tín đồ của Apple rồi này. Lại dài như cái bơm rồi, lại làm sao trả em gái của chị? Thì lại là chuyện tình cảm chứ sao chị gái. Tình yêu à? Tình yêu thì đúng chuyên môn của chị gái rồi. Em gái nói đi để chị gái giúp. Thì chuyện là em với cả một anh ở lớp tiếng Anh đang hẹn hò với nhau. Nhưng mà em chả biết là anh ấy có thích em thật không nữa. Tức là sao? Cụ thể như nào? Thì lần đầu đi chơi ấy, em với anh ý đang đi bộ trên đường thì tự nhiên gặp chị bạn thân của anh ý. Anh ý rủ đi chơi cùng luôn, mà chả hiểu là xui xẻo hay là định mệnh. Em thì chuột vỏ chuối, chị ý thì chuột vỏ dưa. Thế là cả hai chị em ngã văng ra như thế này này. Nhưng mà anh ý lại đỡ em như em đang đỡ chị bây giờ ý. Tốt quá, thì chứng tỏ là hắn ta để ý đến em. Và trong mắt hắn ta chỉ có em thôi. Nhưng mà em cứ tốt tính ấy, em lại bảo với anh ý là em không sao đâu, anh ra đỡ bạn của anh đi. Thế là anh ý thả bịch em ra. Nhưng mà ấy, đấy là lần đi chơi đầu tiên, còn những lần sau ấy, anh ý toàn hẹn em. Thế em có mắt hắn đền bù không? Không. Dối ạ. Thế thì tất cả là tại em. Ơ, sao lại tại em hả? Thì rõ ràng là em dễ dãi quá. Tuyệt đối là em phải để cho hắn ta thích em, chứ em không được thích hắn. Phải để cho anh ta chạy theo em, chứ đừng bao giờ em đuổi theo anh ta. Em không bao giờ đuổi theo anh ta đâu. Dời ạ, đuổi đây là nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. Em thử tưởng tượng nhé, đàn ông ấy lúc nào người ta cũng chỉ thích những cái thứ gì ấy, mà không thể chạm vào, không thể vớ tới, không thể mua được bằng tiền. Ví dụ nhá, có một cái túi hàng hiệu, nó đang ở trong cái lồng kính kia kìa. Đấy, đấy, mà chị không thể chịu vớ tới nó được, không thể nào mút nó được.
Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Nghĩa là sao chị? Gì ạ? Ý chị là phải để chúng ta theo đuổi em, chứ em không được theo đuổi anh ta, nhớ chưa? Đấy, chị cứ nói tuẹt ra như thế có phải là dễ hiểu không? Cô thích trò chữ để ngủ. Chị ơi, anh ấy gọi cho em đấy. Bình tĩnh, nghe từ từ thôi. Alo. Em đang ở công ty làm việc ạ. Cái gì cơ? Tối anh mời em đi ăn á. Tối anh mời em đi ăn. Từ chối. Từ chối. À không, ý của em là ở công ty em nhiều việc quá cho nên là không đi được. Lần sau anh muốn mời em đi ăn thì anh phải đặt lịch trước với em mấy ngày chứ. Dạ vâng, em làm việc đấy ạ. Thế mới là em gái của chị chứ. Yeah. Nhưng mà em tiếc quá chị ạ. Không có gì phải tiếc. Chị chắc chắn với em ý là giờ này hắn ta đang sôi sùng sục lên như kiểu đang ngồi trên đống lửa ấy. Chắc chắn hắn ta sẽ phải tìm đến em, rồi phải theo đuổi em, rồi phải tôn em như một bà hoàng chiều chuộng em. Tuyệt vời. Nghĩ đến là thấy sướng rồi. Ấy, chưa sướng được đâu. Để đến cái lúc mà em thực sự trở thành một bà hoàng ấy thì em phải lạnh lùng, phải kiêu sa, phải bất cần, phải hời hợt cho chị. Ok. Chảnh lên. Ok. Lúc nào cũng phải cứng như một quả trứng, nhưng mình bao giờ lấy trứng chọi đá nhỉ? Làm thế nào thì nhét tất cả lá bùa vào quần lót của Phan bây giờ? Khó nhỉ? Thì khó là anh phải nghĩ. Cái lá bùa này nó hiểm, bởi vì con người bà ấy hiểm, mà con người của bà ấy hiểm. Thế cho nên cái cách hiểm bùa nó gọi là quá hiểm. Hai người định đi đâu vậy ạ? Có đi đâu đâu? Chả đi đâu cả. Đi từ lên. Anh đi trước đi. Thôi em đi trước đi, anh vào văn phòng. Thôi anh đi trước đi, em vào văn phòng ngồi trước cũng được. Thôi em cứ đi trước đi, anh không sao cả đâu. Không sao em cả. Đi trước anh đi. Em, anh, em anh đi trước anh đi. Em đi trước đi. Tự nói ra với anh thế này ngượng thế, nhưng mà là sự thật, biết làm sao được. Chị ơi, chán quá, anh ấy mãi vẫn chưa gọi điện cho em. Nếu em gái em có đồ ăn thì... Chị chào em này. Yên nào, cá rất cắn câu ấy này. Anh ấy gọi rồi này, nghe nhá. Từ từ. Đi đâu mà vội mà vàng. Đếm 5, 4, 3, 2, 1. Nghe. Alo, em đây ạ. Anh... Lạnh lùng. Anh có việc gì đây? Làm gì á? Ở văn phòng không làm việc thì làm gì? Ui, mở lên một chút nữa. Sao cơ ạ? Anh bảo muốn qua văn phòng em chơi á. Chị ơi, qua chơi được không? Được, nhưng mà phải có cái gì ăn. Được, nhưng phải có cái gì ăn ạ. Ui, bảo mua cái gì ăn sang đây cho em. Anh mua cho em bỏng ngô nhá. Không, rẻ tiền, rẻ tiền quá. Rẻ tiền quá. Mua cho cái kẹo lạc. Ok, xong rồi. Sao lại mua kẹo lạc? Thì tại vì em đang thèm kẹo lạc, tự nhiên chị cướp của em. Cho nên em bảo anh người yêu mua bù. Đúng là công cốc. Mà này, thấy cách của chị được không? Cho em xin nhớ. Tí có rồi, lướt. Vâng, em dễ thương lắm. Ôi, Phan này. Đại ca đi vệ sinh hả? Phan, đi đâu mà vội thế? Anh nói giọng bình thường được không ạ? Đừng làm em sợ. Có gì đâu mà sợ. Anh bảo này, anh có thể mượn cái này là cái quần em ấy ạ. Quần em rộng lắm, chân anh ngắn thế kia làm sao mặc vừa. Không, ý anh không phải là quần bên ngoài mà là cái quần bên trong cơ. Ui, quần trong ấy ạ? Anh ơi, anh làm sao ấy? Không, anh vẫn là anh Quyết của em ngày nào đi mà. Chả lẽ nó nghĩ mình là biến thái à? Xấu hổ. Làm trò gì đấy? Tôi có con nhện, tôi đang định đập. Nhện đâu? Ôi.
chị Linh. Em thấy cách của chị hơi bị hay. Em nói gì anh ấy cũng nghe, bảo gì cũng làm, như con cun cút ấy chị ạ. Ừ, cun cút là thế nào? Em có biết thiên chức của đàn ông là gì không? Là gì ạ? Là sinh ra chỉ để làm cu li cho phụ nữ thôi. Mà phụ nữ ở đây là ai? Là chị. Là em. Trần Lươn. Chào em. Yêu em nha. Sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết là anh đến chậm một phút so với giờ hẹn không? Tắc đường mà em. Này, anh mua kẹo lạc cho em này. Cái gì? Một cái á? Chị em mà anh ấy mua một cái thôi mà. Cầm đi. Cái anh này, buồn cười đấy. Sao lại mua kẹo lạc? Kẹo lạc cứng như này ăn có mà gãy răng à? Mà anh muốn em trong cái tình trạng là lợi ơi ở lại răng đi nhé. Xấu xí không ai yêu chứ gì. Mà không ai yêu nghĩa là anh muốn chia tay em đúng không? Ờ, nhưng mà em bảo em thích ăn kẹo lạc mà. Lại cãi à? Anh không biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu cho em à? Ờ, thì bây giờ em thích cái gì? Nóng như thế này thì... Phải ra trang tiền. Phải ra trang tiền. Mua kem. Kem à? Được rồi, đứng đây chờ anh tí anh mua cho. Chị thấy chưa? Chị thấy em oai chưa? Chị thấy em nói gì anh cũng nghe chưa? Chị có muốn em cho chị ra một kem luôn không? Vừa phải thôi. Sao lâu thế nhở? Mà chị ơi, kể ra cũng tiếc. Biết thế, lúc nãy cứ giữ lại cái kẹo lạc. Trong lúc chờ đợi anh ấy đi mua kem thì mình có kẹo lạc để ăn. Ôi trời ạ, tôi không ăn cái gạo còn đấy. Chị thách hắn dám ăn cái kẹo lạc của em đấy. Nếu không mà chị bảo em đấm cho gãy răng luôn. Kem đây, kem đây. Kem luôn rồi. Ủa, khổ quá. Anh phải chờ nửa tiếng đồng hồ để mua kem cho em đấy. Hay cảm ơn ạ. Ô, kem que à? Kem que ngon mà. Nào, chị ngồi yên đấy. Em không thích ăn kem que. Anh đã biết sở thích của em là ăn kem ốc quế rồi cơ mà. Anh đi một cái khác đi, em không ăn. Đủ rồi đấy. Anh nghĩ mình nên kết thúc ở đây thôi. Anh không muốn yêu một cô gái khó tính, lúc nào cũng muốn làm khổ người khác như em. Hộp kem này anh mua cho em. Nếu em không muốn ăn thì em để đồng nghiệp của em ăn vậy. Chào em. Ê, ê anh ơi, cho xin cái kẹo lạc. Cảm ơn. Chị ơi, cu li đi mất rồi. Người phụ nữ biết phải làm sao? Đuổi theo. Giờ mình làm cu li. Khổ thân. Ô, thế không ai ăn kem với kẹo lạc à? Thế giới này là của em và em có quyền ăn tất cả. Yeah, cảm ơn cu li và phụ nữ nha. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thoát được cảnh F3. Cậu bấm chuông đi. Chào cô ạ. Cháu hỏi ai đấy? Dạ, cháu là bạn đồng nghiệp của Phan đấy ạ. Dạ, bọn cháu đến đây mấy lần rồi, cô không nhớ ạ. Phan đang tắm. Ơi, Phan đang tắm thì càng tốt ạ. Dạ, Phan bảo là cháu lên phòng chờ Phan. Cô để cháu lên phòng nhá. Anh ấy lên luôn, không Phan nào đợi. Đây rồi, đây rồi. Này, theo anh ý thì kiểu gì hôm nay Phan nó cũng mặc quần màu xám. Em nghĩ là ông mặc quần màu đen này cơ. Chị đưa lá bùa đây. Chia bùa với hai người là hôm nay em mặc quần hoa. Mà sao tự nhiên hai người vào phòng em lục lọi quần lót là như nào ấy hả? Bận đâu. Âm ma vùng cái gì? Khai ra mau. Được rồi anh nói. Cái gì? Tại sao hai người có thể nghe lời cái bộ đồng bóng đấy hả? Cái bùa vớ vẩn này làm sao có thể kìm hãm cái khả năng sát gái của tôi được? Nói cho mày biết nhá, khả năng sát gái nó ăn vào máu rồi. Đấy là trời phú hiểu không? Hai người làm tôi bực mình quá đấy. Dù sao anh cũng mất tiền rồi. Chú cứ giúp anh cho ông này một hai hôm xem có hiệu quả không? Giúp á? Thì chết đi ra ngoài, giết đi. Chết nào, bắt đầu thằng ơi. Không sao đâu cô ạ. Cô cứ để đấy, cháu lo cho Phan. Cô đi đi. Này này này, bây giờ làm thế nào? Thì yểm bùa thôi. Chú làm đi. Anh làm đi. Được rồi. Sao? Ô. Alo. Em à. Cái gì? Muốn quay lại với anh á? Ok, cà phê.
Alo, cái gì? À, anh nhớ rồi, em là người yêu cũ của Phan đúng không? Ờ, yêu anh á, yêu luôn. Ờ, thế ra cà phê cùng anh Quyết nhá. Yeah.